Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình xin phép trình bày tiếp về hãng Palantir Network, chủ đề là Reset Factory cho thiết bị firewall Palantir. Vậy thì như thường lệ, trước khi bắt đầu vlog, nếu như bạn thấy video này có ích thì xin vui lòng gửi tặng mình một like, đồng thời subscribe kênh và nhấn vào chiếc chuông nho nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra vlog mới nhất. Nào, mình cùng bắt đầu nhé. Ok, chúng ta bắt đầu cái vlog như cái chủ đề là hôm nay chúng ta sẽ reset factory thiết bị firewall. Thì trong một vài trường hợp đó là chúng ta sẽ phải cần thiết reset nó chẳng hạn. Thì đối với trường hợp của Bảo thì sao? Đó là Bảo mới mua lại được một con từ Palantir BA220 như là mọi người nhìn thấy trên màn hình đây. Thì cái con này vào thời điểm Bảo làm cái vlog này vào 30 tháng 4 2023 thì cái nó đã bị chính thức Palantir lại nắp sale lâu rồi, và sau đó thì may mắn có được một con nó đang hoạt động tốt, thì mình cũng lấy ra mình lấy mà làm cái vlog về mặt reset factory lại thiết bị trong trường hợp để mọi người biết được là cái cách để mình tương tác với cái thiết bị của mình, nếu mà mình lỡ mà mình muốn reset nó thì sẽ như thế nào. Thì nó không muốn reset đâu ha. Ok rồi, thì lúc này chúng ta cùng sẽ xem coi là thiết bị chúng ta về một mặt nào đó thì Bảo đã cắm dây nguồn đây, và mình sẽ cần phải có một cái cổng console. À, cắm cổng console vào trong dây console vào cổng console cho nó như thế này, và đồng thời mở booty lên. Thì trong trường hợp này Bảo đã mở booty sẵn rồi, cuối cùng là bật nguồn lên cho thiết bị nó tạt lên. Và như mọi người đang thấy thì thiết bị nó sẽ tạt lên như thế này, và cái quá trình này nó sẽ mất khá nhiều thời gian nên có thể Bảo sẽ skip qua. Thì song song đó, trước khi skip qua thì mình cũng nhìn qua thì cái thiết bị này là BA220 thì nó đang có RAM là 8 GB đủ để chạy cái tường lửa Palantir với một con nhỏ như thế này. Thì sau khi quay vlog này xong thì Bảo cũng sẽ gắn vào trong hạ tầng nhà mình để có thể giám sát được cái traffic đi qua lại trong nhà, cũng như là thì Bảo quản lý những cái traffic bất thường nó tốt hơn hàng vậy. Và nếu mà bây giờ Bảo cũng muốn test coi là nếu mà mình có may mắn thì không biết nó còn những cái thông tin nào có thể sử dụng được không, vì bản chất là khi nó đã end up sale và cũng như là không còn cái khả năng gì đây nữa thì gần như là mình sẽ không có license, không có license. Ở chỗ này thì nó kêu rằng là mình enter cái chữ là man to put and position, đây cái mình cần quan tâm đó. À, thì khi mà mọi người gõ được cái chữ man như này nó sẽ boot vào trong cái chế độ maintain có thiết bị tường lửa Palantir, và từ đó thì chúng ta mới có thể rồi là chúng ta có thể reset factory nó lại được ha. Thì cái khúc boot này có thể Bảo sẽ cho nó chạy nhanh qua một tí ha. Rồi, sau khi mà nó vào chế độ maintain xong, mọi người sẽ thấy là cái phần gọi là welcome panOS. PanOS là một cái phần hệ điều hành của hãng Palantir. Và nó đang check mọi thứ coi nó ổn không. Và khi mà mọi thứ ổn rồi thì bắt đầu nó sẽ resetting vào trong cái chế độ bảo trì. Maintenance mode. Maintenance mode ha. Thì sometimes thì đối với cái con BA20 này thì đúng nghĩa là tại sao nó lại phải end up sale và end up life luôn, thì nó quá cũ về mặt cấu hình phần cứng nên tính ra nó phải chờ đợi boot khá là lâu. Các bạn thì trên video có thể thấy được rằng là nó đi khá là nhanh, nhưng mà bản thân mình ở đây thì bây giờ đợi chắc cũng khoảng 15 phút rồi thì nó mới vào được tới đây cho mình, và để cấu hình để mình có thể làm được nhiều thứ chờ đợi thứ nó ok đã. Và lúc này thì mình mới có thể tiến hành được khi mà nó hiện lên cái menu. Giờ mình vẫn chưa làm. Ok, thì đây là cái menu mà Bảo muốn nói tới. Đó. Chúng ta đã vào được cái cơ chế bảo trì của con Palantir. Thì ở đây mình sẽ bấm Continue, mình nhấn là Enter. Và mình có thể lấy các thông tin, ví dụ như là có thể gõ vào cái lý do tại sao mình làm maintain,
thì mình có thể lấy thông tin về mặt system info để nếu mà thiết bị mà bị lỗi gì chúng ta hay còn lấy được thông tin ra và chúng ta gửi cho tá tác, nhưng mà trong trường hợp này, không quan tâm lắm, mình chỉ quan tâm là cái factory reset này nè đó. Và nó sẽ có rất là nhiều cái khác nữa, ví dụ như mình có thể coi running config la la la, quan tâm là cái factory reset đó là chính là cái bài vlog mà mình đang nói. Thì trong trường hợp này á, thì nó đang sử dụng cái ban OS là 9.1.13/H3 luôn. Nó tốt. Thì một cái điều may mắn khi mà mình đi mua đồ cũ như thế này. Rồi, và mình bấm vào trong factory reset luôn. Đấy là thiết bị của Palanto, và sau khi đã chọn được cái cơ chế factory reset với cái email mà mình đã chọn bên trên, thì trong trường hợp thiết bị của bạn cũng có thể có nhiều email, thì bạn có thể chọn cái email nào nó phù hợp để mình reset factory về. Trong trường hợp này của Bảo thì con này chỉ có một cái phiên bản một thôi, lúc này mình chọn xong rồi mình chờ chờ cái quá trình nó boot nó được phục hồi lại ha. Ok, như các bạn đang nhìn thấy thì cái tiến trình factory reset nó đã thực hiện xong, thì lúc này mình sẽ chọn về cái phần boot để thiết bị từng nữa Palanto có thể reboot lại và vào hệ điều hành, không cần lại không bị mất cái quyền control nó. Cái quá trình reboot này nó cũng sẽ diễn ra nhanh trên cái video này thôi. Rồi thì ngay khi mà bạn nhìn thấy được cái màn hình nó báo có chữ login như thế này, thì bạn hãy gõ cái username là admin và password là admin, cái tài khoản default của bên thiết bị từ ngữ Palanto, và lúc này bạn có thể vào được cấu hình Palanto ha. Thì trong trường hợp mà nó cái login incorrect như thế này á, có nghĩa là đó, như các bạn đang nhìn thấy thì cái phần kernel của Palanto nó chưa có boot lên xong, nó chỉ mới boot lên được những cái phần basic ở bên trên bên dưới của nó thôi, và lúc này cái PanOS này phải cố gắng nó đang chờ đợi cái core khác để nó setup xong, và khi lúc này sau khi mà nó đi xong thì chúng ta mới phải đăng nhập được. Thì trong cái trường hợp kinh nghiệm của mình thì đâu đó có khoảng thời gian mà từ lúc nó hiện ra được chữ cái clock in này và tới được cái lúc nó đăng nhập được là trên dưới 10 phút. Vậy nên mình cũng xin phép các bạn là cho phép tua nhanh cái video này qua. À, đây qua đây mọi người sẽ nhìn thấy được rằng là cái đèn status đó là nó màu cam và nó đang chờ đợi. Còn về nhiệt độ cũng như nguồn đang hoạt động bình thường, alarm thì không thấy bất cứ một cái đèn nào cả. HA thì không sáng, cũng là thì ở đây bảo chỉ có một thiết bị cần lửa Palanto hay không thôi. Không biết trong tương lai có kiếm được một con nào khác không thì bảo sẽ làm HA trên thiết bị thật với tuần lửa Palanto cho mọi người xem coi thứ đang như thế nào. Ok, thì bây giờ mọi người nhìn thấy là Bảo đã gõ được admin và password là admin như là trong cái đoạn giới thiệu trước đó, và lúc này cái hệ thống của bên Palanto đã bắt đầu phải tạo lên và nó kêu mình là bấm Ctrl C để bypass. Tuy nhiên thì mình không bypass đó, bây giờ nó yêu cầu mình thay đổi cái mật khẩu. Thì em trường hợp mình gọi cái admin ra rồi mật khẩu mới của mình, rồi sau khi mà mình gõ xong thì nó cũng báo không không được, nó phải đủ 8 ký tự, phải có một ký tự đặc biệt gì đó. Em gõ lại mật khẩu và nó vẫn sẽ cho phép mình vào ha, nhưng mà nó yêu cầu mình đổi thôi. Rồi sau khi đứng với nó rồi, sau khi mình đổi mật khẩu theo đúng cái tiêu chuẩn của Palanto xong thì mình đã vào được thiết bị Palanto nha. Meso rất là nhiều thứ ở đây, có thể xem
Vậy thì lúc này video của Bảo cũng xin phép tới đây kết thúc, vì Bảo cái video này Bảo muốn giới thiệu với mọi người về cái cách gọi là factory reset ở trên thiết bị tường lửa Palanto, và trong trường hợp này của Bảo thì nó là một con đá Enercell GA20. Tuy nhiên nó vẫn áp dụng được cho những cái con tường lửa thế hệ khác, và chúng ta chỉ cần cắm dây cần son vào vào mod bảo trì, lúc này chúng ta có thể thực hiện được nó một cách tốt nhất, nhanh nhất có thể. Thì hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo. Nếu như bạn thấy video này có ích thì xin vui lòng cho đăng một like kênh và nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra vlog mới nhất. Chào và hẹn gặp lại vlog tiếp theo.